Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đã qua sử dụng và em là Đức Thương. Thì trung tâm bên em thì chuyên mua bán các dòng xe nước đã qua sử dụng ha, và xe cam kết là không khuyến đụng, không ngập nước. Hiện tại bên em đang chờ cần thu mua rất là nhiều các dòng xe đã qua sử dụng ha. Thì quý anh chị nào có nhu cầu cần bán xe, đổi xe hoặc là có nhu cầu hoặc là biết anh người quen có nhu cầu cần bán xe thì có thể giới thiệu cho bên em, thì bên em sẽ có hoa hồng gửi cho quý anh chị ha. Và đặc biệt là bên em thu mua giá xe rất là cao nha, rất là cạnh tranh, và thu mua trực tiếp thông qua cò lái nha quý anh chị. Ok, và trong video lần này thì em xin giới thiệu quý anh chị một mẫu xe 7 chỗ của Mazda nữa. Đây là con xe Mazda sau lưng em đây. Ok, và đây là chiếc xe em đang muốn giới thiệu với anh chị nha, mẫu Mazda CX8 phiên bản Premium một cầu, sản xuất 2020 nha, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, và biển cực kỳ đẹp nha quý anh chị, biển là 33656 ha, tài lộc sinh lộc nha, rất là đẹp luôn quý anh chị. Xe thì Odo được mới có 4 vạn km thôi, rất là đẹp luôn. Sơn zin rồi khoảng 98% nha, rất là đẹp. Quý anh chị nào đang tham khảo dòng xe này có thể tham khảo chiếc xe này nha. Thì hiện tại đi số chiếc xe này sẽ rẻ hơn chiếc xe mới tầm khoảng được 300 triệu ha. Khoảng 300 triệu so với chiếc xe mới quý anh chị. Đây em đi một vòng cho quý anh chị cùng xem nha. Đây, chiếc xe rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thì nếu mà được thì quý anh chị cứ lên coi xe ha, tại vì em bảo đảm với quý anh chị là xe sẽ ngoài sẽ đẹp hơn là trên video em đang quay nha quý anh chị. Đây, CX8 Premium sản xuất 2020. Thì đây là bản cao cấp ha, bản cao cấp một cầu. Thì được trang bị là có gói an toàn chủ động nha, gói an toàn chủ động iActiSense và các option giải trí trên xe như là labo rồi hút kính, rồi ghế sấy đầy đủ ha. Rồi đây dòng cái dùng xe này quý anh chị, chiếc xe nó rất là đẹp luôn đấy. Thì đây là một trong những dòng xe 7 chỗ thực sự là rất là được ưa chuộng quý anh chị. Thứ nhất cái dòng Mazda đó là thiết kế đẹp nè, mà máy móc nó cực kỳ bền bỉ nha, cực kỳ bền bỉ, ít khi nào lỗi máy lắm, chỉ có là sợ đâm đụng tai nạn ngập nước thôi, nhưng mà những cái đó thì bên em sẽ cam kết với huynh chị luôn về chất lượng ha. Và đặc biệt là chạy cũng rất là lợi xăng của anh chị, bốc mà vừa lợi xăng nữa nha, máy 2.5 nhưng mà tôi hai cực kỳ rất luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào vài chi tiết trên xe quý anh chị. Thì quý anh chị mà đã tham khảo dòng xe này thì chắc là cũng tìm hiểu những cái option trên xe ha, thì ở trên cũng có show thôi. Xe được trang bị là có đèn bi led nha quý anh chị, bi led thông minh nha, có đèn pha tự động luôn, rồi led ngày định vị nè ha, đấy định vị ngay chỗ kính và dưới đây ha, cho cái đèn và dưới đây ha, và có xe được trang bị là 4 cảm biến lùi nha, bốn cảm biến trước và 4 cảm biến lùi luôn. Mặt ga lăng thì đặc trưng của dòng Mazda này đấy, rất là đẹp. Trên cấp cabo hoa được dập hai đường vân ha, chuốt châu chuốt ha, nhìn xe chúng ta rất là thể thao và trẻ trung luôn. Mặc dù là xe 7 chỗ nhưng mà nhìn chiếc xe của chúng ta nó khá là gọn gàng nha quý anh chị. Đấy, ba đời sóc rồi rất là liền lạc nha, ba đời sóc rất là liền lạc luôn. Đấy, cái nước sơn xe này quý anh chị là nó là trắng camay ha, đây nó có cái nhũ, có một cái nhũ xanh nó rất là đẹp luôn. Này chỉ có ra trực tiếp mình xem mới được thôi, chứ còn mà qua video thì xem nhìn không ra. Rồi, xe được trang bị là la răng và kim đúc viên khối đa nang ha, thiết kế đa nang quý anh chị, rất là đẹp luôn. Có kích thước là 19 inch, kích thước là 19 inch nha, và vỏ là chin theo xe là vỏ của Toyo. Đấy, vỏ thì cũng là rất là dày ha, đây rất là dày luôn. Phuộc đồ thì rất là còn nguyên vẹn quý anh chị ha, sạch sẽ đẹp, gầm bệ là rất là đẹp, rất là ok luôn. Em quay quý anh chị cùng xem này. Đấy, rồi xe thì trang bị là có bệ bước nha, riêng theo xe, rồi gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ nha,
tích hợp đèn bóng rẻ và có camera 360 độ luôn. Đấy. Rồi viền quanh cửa sổ sẽ được là ốp inox luôn nha quý anh chị. Tay nắm thông minh ha, đề nổ cao top, xe trang bị nữa, nó sẽ đi kèm với tay nắm thông minh, chìa khóa thông minh. Rồi. Bờ là sốc phía sau này quý anh chị. Nói chung là xe rất là đẹp. Rồi. Phía sau xe sẽ được trang bị là đèn hậu ha. Đèn hậu là được trang bị là đèn LED kết hợp với đèn halogen nha quý anh chị. Đấy. Báo phanh báo rẽ ha. Rồi. Phía sau còn được trang bị là bốn cảm biến lùi và camera lùi ha. Camera 360 độ đó, camera lùi luôn. Rồi xe được trang bị là thiết kế là hai ống xả đôi ha. Tạo cho một cái phong cách rất là thể thao, trẻ trung luôn. Rồi và cúp sau sẽ được trang bị là cúp điện. Được trang bị là cúp điện quý anh chị. Rồi, trang bị cúp điện nha. Cái phần phía sau mặc dù là xe 7 chỗ ha, nhưng mà cái phần phía sau xe của chúng ta để mình chở đồ á rất là rộng rãi nha. Có thể là quý anh chị để được một cái vali lớn hoặc là hai vali nhỏ cũng được nha. Lấy hoặc một bộ gậy gôn cũng được nè. Hoặc là nếu như mình không có nhu cầu sử dụng cái hàng ghế cuối thì mình có thể gặp lại nha. Mình gặp lại quý anh chị. Đấy. Mình gặp lại như thế ha. Đấy. Mình gặp lại như vậy nè. Thì mình sẽ tạo được một khoảng để mình chở đồ quý anh chị ha. Và ngay cả hàng ghế giữa cũng có thể là mình gặp thẳng xuống luôn. Tạo thành một mặt phẳng để mình có thể là mình nằm mình trải đồ ra mình nghỉ ngơi ha. Quý chị nào có đi xa chở con cái không muốn nghỉ ngơi mình có thể là nhả xuống hết để mình nghỉ ngơi nha. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Rồi đây là đồ nghề của xe ha. Đây bánh sơ cua chưa sử dụng luôn nha, bánh sơ cua chưa sử dụng luôn. Rồi và cái này á, là được xe được trang bị là labo thì nó thường sẽ tích hợp thêm một cái gọi là loa súp nè, nó nằm ở ngay phần bánh sơ cua luôn đó quý chị. Đấy. Rồi thì quý anh chị khi nào mà mua xe không phải mua xe bên em hay chỗ khác ha, chung là thì mình sẽ nên có cái kiểm tra cái con loại sơ cua ha. Thì nói chung là đồ cái gì nó zin theo xe thì nó cũng rất là tốt ha, mà chuẩn bị có sẵn mình khỏi phải mất không mình đi tìm kiếm ha. Đây nè quý anh chị, xe nè chạy trong đô thị thì nó khoảng là 14 lít nha, nhưng mà nếu mà chạy ngoài đô thị nó chỉ khoảng 8 lít thôi, còn đường kết hợp nó khoảng 10 lít thôi, rất là tiết kiệm luôn. Đấy, thành ra đây là một trong những cái lý do vì sao mà người Việt Nam chúng ta rất là ưa chuộng cái dòng xe Mazda này. Ngay cả Mazda 3, Mazda 6 chạy rất là tiết kiệm với nhiên liệu luôn quý anh chị, và đặc biệt là bảo dưỡng nó rất là nhẹ luôn ha, chi phí bảo dưỡng nó rất là nhẹ nhàng. Đây cửa này quý anh chị ha, bên em thì cam kết đó là xe là không cứng đụng ha, không ngập nước, không ngập nước nha. Máy móc là thì là nguyên zin hết, bao chất thẳng thoải mái nha quý anh chị. Xe được trang bị là ghế nắp ba nha, trang bị là ghế nắp ba. Đấy, ghế nắp ba hai da nắp ba, thành ra là rất là ngồi rất là êm ái mà cực kỳ bền luôn quý anh chị nha, mà nó sang nữa. Đấy, xe phía riêng ở phần chiếc xe này á, dòng xe này á, ở hàng ghế sau á, cũng được trang bị là sấy ghế luôn nha quý chị ha, và vùng chỉnh nhiệt độ riêng nha. Đấy, sấy ghế và dùng vùng chỉnh nhiệt độ riêng luôn. Ở đây sẽ được trang bị là có thêm một cái cứng gì ta, em kéo rồi, bệ để nước ha, bệ để nước nè. Ở đây sẽ có thêm một chỗ sạc pin nữa. Đấy, rất là hiện đại ha. Đấy. Rồi nếu như mà đây nè, nếu mà như mà quý anh chị không có nhu cầu sử dụng á, thì mình có thể ngã luôn cái hàng ghế xuống ha, mình ngã hàng ghế này xuống để em ngã xuống cho quý anh chị coi nha. Đấy, mình ngã xuống luôn. Đấy, bây giờ thì sẽ tạo một mặt phẳng mình có thể mình nằm mình trải đồ mình ngủ ha. Và hàng ghế giữa này nó có thể trượt lên trượt xuống được ha, trượt lên trượt xuống được, để tạo cho nếu mà mình chở người sau á nó có độ có thể là để cái chân thoải mái luôn. Và đặc biệt là cái xe này á, còn được trang bị là có rèm cửa nè quý anh chị.
Rèm cửa này là chỉ được trang bị cho những con xe cao cấp thôi ha. Và những con xe nói chung là thì nói chung là cũng tầm phải là 1 tỷ trở lên. Đấy là cái trang bị là cái rèm cửa này, với bản Random và bản Luxury sẽ không có. Rồi, tay nắm phụ cũng được trang bị là đến thông minh luôn. Ghế phụ cũng trang bị là ghế chính điện nha. Đấy, rất là mới luôn quý anh chị. Đây, rất là mới luôn. Bên em thì xem kết là xe không cứng đụng, không ngập nước nha quý anh chị ha. Bao chế thẳng thoải mái. Thì cái dòng xe 8 Premium này được trang bị, được thiết kế là tắp đô là da, hai da kết hợp và gỗ quý anh chị ha. Gỗ tạo một cái thiết kế nó rất là sang trọng. Rồi, đăng kiểm thì đến tháng 1/2023 mới phải đăng kiểm lại nha quý anh chị. Mình cùng qua bên ghế tài mình tham quan nha. Đây, đây là bộ nâng hạ cửa kính auto 4 cửa nha quý anh chị. Rồi lóc cửa nè, chỉnh gập gương đồ ha. Rồi ghế tài sẽ được trang bị là ghế da chỉnh điện ha, có nhớ vị trí ghế lái hai vị trí luôn. Đây, chỉnh ghế lái là chỉnh 8 hướng nha quý anh chị ha. Rồi ở phía đây là sẽ là mở cốp ha. Rồi tắt mở cảm biến, i-stop, mà xem cam 360, tắt mở cảnh báo lịch làn, cảnh báo giữ làn ha. Rồi mình cùng lên xem nổ máy nha quý anh chị. Rồi em xin nổ máy nha. Xe được trang bị là một cái chìa khóa ha, đề nổ startup, chìa khóa thông minh. Rồi Odo là 46.680 km, full lịch sử hãng nha quý anh chị ha. Đấy, rồi đầu tiên thì em sẽ nói quý anh chị xem ha, là đây là hút kính nè. Đấy, xe sẽ được trang bị là hút kính ha. Đấy, và labo giải trí ha, âm thanh cực kỳ sống động luôn. Rồi xe được trang bị là có đèn tự động và gạt mưa tự động ha, đèn tự động và gạt mưa tự động luôn. Đấy, thì xe này có cả pha tự động luôn nha quý anh chị nha. Đấy. Rồi vô lăng ba chấu tích hợp nút điều khiển ha. Chủ xe có may lại nó cái da nó rất là thể thao nè, giống như sport vậy ha. Rồi có tích hợp ga tự động roll control nè, và cái này là tự động giữ khoảng cách với xe trước ha, bám đuôi ha. Đấy, rồi xe có hỗ trợ là phanh khẩn cấp, rồi hỗ trợ dừng cái gì khi vượt cản, các cảnh báo va chạm, rồi nói chung là rất là nhiều option. Quý chị, quý chị có thể lên Google search cái Artisan của CS8 ha. Rồi xe trang bị là chính chiếu hậu, chính chiếu hậu chống chói điện nha. Đấy, và màn hình này đặc biệt là chủ xe đã lên một cái màn hình web vision ha. Cái màn hình này em search trên Google thì nó là rơi vào tầm khoảng là 18-19 triệu quý anh chị. Nó rất là nhạy luôn, nó rất là nhanh nha, nó rất là nhanh. Nó có báo cảm biến áp suất lốp nè, đấy, tích hợp trong đây luôn. Và cái màn hình này thì sẽ chạy song song hai hệ điều hành, có nghĩa là nó sẽ chạy là hệ điều hành chính của Mazda. Đấy, y chang cái màn hình cũ của Mazda luôn, không khác gì hết. Và anh chị có thể chuyển qua đây để mình sử dụng là màn hình của đâu rồi, chờ một xíu nha. Chuyển qua đây là mình sử dụng màn hình của đấy, sử dụng màn hình của Android ha. Có sim 4G sẵn luôn nè, nghe nhạc Bluetooth đồ thoải mái luôn nha. Đây, đấy. Rồi có DVD luôn quý anh chị ha, vẫn còn sử dụng DVD luôn, rất là tôn trọng lịch sử nha. Hiện tại là nhiều dòng xe đã cắt luôn, đã DVD luôn rồi. Rồi ở đây sẽ trang bị là có ghế sấy ghế tài và ghế phụ nha, sấy ghế tài và ghế phụ luôn. Rồi nhiệt điều hòa hai vùng tự động ha. Đấy, rồi cần số nè quý anh chị, sườn sùi gia cốc nó còn nguyên zin luôn này, rất là láng o luôn ha. Đấy, sườn sùi còn nè, rất là đẹp luôn nha, như mới luôn này. Đấy, như mới luôn. Rồi chủ xe thì cũng đã ốp một cái Mica ha, lên cái con ngựa nè, nhìn nó rất là đẹp. Xe có cái độ sport ha, và
phanh điện tử auto hold nè, hỗ trợ giữ và giữ đèn đỏ ha, giữ thắng khi đèn đỏ ha. Đây là chỉnh những cái phương tiện nha quý anh chị ha, tăng giảm âm lượng. Rồi, đây sẽ là tủ kệ tay ha, tủ kệ tay. Đấy, có sạc pin đồ, USB pin đây nha. Đấy, rồi. Nói chung là chiếc xe này nó rất là sướng quý anh chị ha. Thật sự mà em làm tiếp xúc rất là nhiều xe 7 chỗ rồi, nhưng mà nếu mà giá hợp lý tầm khoảng loanh quanh 1 tỷ là đời cao ha, mình thể tham khảo dòng xe này nha quý anh chị nha. Tại vì giá thứ nhất là mềm, giá mềm mà chiếc xe rất là đẹp nữa, sau này quý anh chị mà có đổi xe nó cũng rất là giữ giá ha. Tại vì cái nhu cầu sử dụng của Mazda nó rất là cao. Rồi ok, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha quý anh chị. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta ha. Thì xe được trang bị động cơ là 2.5, động cơ công nghệ SkyActiv, tiết kiệm nhiên liệu của Mazda là hộp số tự động 6 cấp ha. Thì xe này á, mặc định của nó là sẽ không có được, không có trang bị là 2 cái ti trợ lực nha quý anh chị, nó sẽ là một cái thanh chống ha. Đây thanh zin của nó nè. Đấy, thì chủ xe đã lên 2 cái ti trợ lực nè ha. Thì bên em là cam kết máy móc là nguyên zin, xung chuyển nguyên zin nha quý anh chị. Con này thì người ta tháo ra để người ta gắn cái hai cái cây trợ lực dầu vô nha. Rồi, nỉ thì còn rất là dày gọn nè. Đây xe mình xem ha. Bên em á, là cam kết với anh chị là xe là bao chết thoảng thoải mái nha. Thì khuyến khích với anh chị có thể là mang ra hãng hoặc là bất cứ một đơn vị thứ ba nào đó uy tín ha, để người ta kiểm tra cho mình ha. Đây nếu anh chị không biết xem xe ha. Còn bên em thì cam kết mua bán là trên hợp đồng mua bán đàng hoàng luôn. Trên hợp đồng mua bán cam kết là không cứng đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin ha, không thủy kích nha, bao chết thoảng. Và xe này bên em bán ra thì bảo hành động cơ hộp số cho quý anh chị là 6 tháng và 10.000 km nha. Song song đó thì còn vẫn còn chế độ bảo hành chính hãng của hãng là 3 năm 100.000 cây số thì đến 2023 nha quý anh chị. Okay. Ok, và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là chỉ 1 tỷ 035 triệu nha, 1 tỷ 035 triệu. Biển số thành phố đẹp. Có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì liên hệ số điện thoại là 0938 773 554, liên hệ gặp em Hân để được hỗ trợ nha. Thì quý anh chị nào cứ mạnh dạn gọi cho em ha, thì chắc chắn là sẽ có em Hương sẽ có giá tốt hơn cho quý anh chị nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.